Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, chiều nay ngày 30 tháng 8, lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 đã được diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Theo điều lệ của lễ bốc thăm, 10 đội bóng sẽ được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, chọn hai đội vào bán kết. Các đội bóng được chia thành 5 nhóm hạt giống. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Thái Lan thuộc nhóm hạt giống số 1. Điều đó có nghĩa là đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ không thể gặp nhau ngay từ vòng bảng. Theo kết quả bốc thăm thì đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào, trong khi đó thì ở bảng A có sự hiện diện của Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng ở trong cặp play-off là Timor Leste và Brunei. Ngay sau khi có kết quả bốc thăm thì truyền thông khu vực Đông Nam Á đã xuất hiện rất nhiều ý kiến trái chiều, bên thì cho rằng Thái Lan sẽ gặp khó còn bên thì cho rằng đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu tử thần. Tờ Siam Sport của Thái Lan đã đưa ra nhận định rằng bảng B nơi có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam chính là bảng đấu tử thần. Và ngược lại thì bảng A lại là bảng đấu nhẹ ký với thầy trò huấn luyện viên Manon Poking. Tờ báo này nhận định rằng việc rơi vào bảng đấu toàn những đội bóng tầm dưới là Philippines, Indonesia, Campuchia, Timor-Leste hoặc là Brunei chính là thuận lợi rất lớn đối với Thái Lan Đội bóng đã từng giành 6 chức vô địch ở giải đấu này và cũng là đương kim vô địch khi đã nâng cao chiếc cúp hồi năm ngoái. Ở bảng đấu này gần như chỉ có Thái Lan và Indonesia là hai ứng viên nổi bật có nhiều khả năng đi tiếp trong khi các đội còn lại thì không được đánh giá cao. Trong khi đó thì ở bảng B hứa hẹn sẽ căng thẳng hơn bởi đội tuyển Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với Malaysia, Singapore và Myanmar. Đây đều là những đội bóng có chất lượng khá tốt có thể cạnh tranh vé vào bán kết. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam đối đầu với Malaysia chính là ở AFF Cup 2020. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã đánh bại đối thủ này với tỷ số 3-0 nhờ các pha lập công của Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức. Tuy nhiên, so với thời điểm cách đây một năm thì Mãnh Hổ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên người Hàn Quốc, ông Kim Pangol, Malaysia đã có nhiều chuyển biến rất tích cực. Đội bóng áo vàng đen đã có thành tích toàn thắng trong 5 trận đấu gần nhất dưới thời huấn luyện viên Kim Pangol trong đó có 3 trận đấu ở tại vòng loại Asian Cup 2023 và hai trận đấu giao hữu. Trận đấu gần nhất của Mãnh Hổ Mã Lai là vào tháng 6 năm 2022 khi họ đánh bại đội tuyển Bangladesh với tỷ số 4-1. Truyền thông của Malaysia cũng cho rằng mục tiêu đòi nợ đội tuyển Việt Nam ở giải đấu lần này được đặt lên rất cao đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Pangol. Tuy đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng Malaysia đang có sự tự tin cùng với hơi thở mới từ tân huấn luyện viên người Hàn Quốc là đồng hương của thầy Park. tờ Goal phiên bản tiếng Mã Lai cũng cho rằng Việt Nam hiển nhiên là đội bóng được đánh giá cao nhất, nhưng Singapore cũng chơi tiến bộ trong thời gian qua. Bên cạnh đó thì Lào và Myanmar cũng có thể gây bất ngờ. Dù vậy Malaysia sẽ đem đội hình mạnh nhất để lấy lại hình ảnh. Trận derby giữa Malaysia và Singapore nhiều khả năng sẽ quyết định tấm vé đi tiếp ở bảng B bởi dù thì Việt Nam cũng là ứng viên quá rõ ràng cho tấm vé còn lại. Trong trận đấu giao hữu hồi tháng 3, Singapore cũng vừa mới giành chiến thắng 2-1 trước Malaysia nhờ cú đúp của Isan Fandi. Một số tờ báo khác của Đông Nam Á đều cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều thuận lợi ở vòng bảng khi đụng độ với các đối thủ ưa thích là Malaysia và Lào. Tuy vậy thì hai đội tuyển còn lại là Singapore và Myanmar thì Việt Nam của ông Park chưa bao giờ giáp mặt hoặc là chưa thể thắng trong vòng 5 năm trở lại đây. Điều này sẽ tạo nên sự hấp dẫn của giải đấu bởi vì các đối thủ rất khó để đoán định. Quả thực thì nhìn vào quá khứ, Malaysia có thể xem là đối thủ ưa thích của đội tuyển Việt Nam. Sau thất bại ở năm 2014 ở trên sân Mỹ Đình với tỷ số 2-4, Việt Nam chưa bao giờ thất bại trước Malaysia. Đội bóng áo đỏ sao vàng đã thắng tới 6 trận và chỉ hòa đúng một lần trước đối thủ này ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 khi mà thi đấu trên chảo lửa Bukit Jalil của Malaysia. Riêng ở thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam thắng tới 5 trận và chỉ hòa một trận trước Malaysia ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Và cũng nhờ thế mà Việt Nam từng lên ngôi vô địch vào năm 2018 ở AFF Cup và cũng như là lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Với đội tuyển Lào, theo thống kê của Soccerway, Việt Nam đã toàn thắng cả 6 trận chính thức gần đây. Thậm chí là Việt Nam đã ghi 25 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, thì đội tuyển Việt Nam đã lần lượt thắng 3-0 và 2-0 ở tại AFF Cup 2018 và 2020. Riêng Singapore và Myanmar lại là hai đối thủ mà đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo chưa từng thắng. Đội bóng tới từ quốc đảo Sư Tử là đội tuyển quốc gia duy nhất mà Việt Nam của ông Park chưa bao giờ gặp trong 5 năm qua. Trong khi đó, Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hàn Quốc cũng chỉ mới gặp Myanmar đúng một lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Khi ấy thì ở tại AFF Cup 2018, Việt Nam của ông Park đã hòa 0-0 trước đối thủ này. Đây là một đối thủ sở hữu lối chơi khá khó chịu và hứa hẹn là tạo ra bất ngờ ở giải đấu năm nay. Dẫu sao thì trong lịch sử đối đầu, Việt Nam cũng đã từng thắng 4 lần, hòa 2 lần trước Myanmar. Tính từ năm 2019 đến nay thì Việt Nam thắng 3 và hòa 3 trước Singapore. Trong dịp FIFA Day sắp tới thì đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với chính Singapore và đây sẽ là dịp để cho Hùng Dũng và các đồng đội hiểu rõ hơn về đối thủ này trước khi bước vào giải đấu chính thức. Nhận định về cục diện ở bảng B nơi có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam, bình luận viên Quang Huy cho rằng Tôi nghĩ đây là bảng đấu thú vị, đội tuyển Việt Nam là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Thật sự mà nói thì gặp Malaysia vẫn đem đến cảm giác thú vị hơn so với khi thi đấu với Indonesia. Theo tôi thì huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Shin tae ở bên phía Indonesia đã đối đầu với nhau gần đây rất nhiều. Do đó tôi thấy phấn khích hơn khi mà Việt Nam gặp Malaysia. Bên cạnh đó, tôi nghĩ cách đá sông sinh của Malaysia có phần dễ thở hơn cho Việt Nam. Lối chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo dựa trên nhiều chiêu thức bất ngờ, vậy nên là Việt Nam sẽ dễ dàng lừa Malaysia vào bẫy hơn. Trong khi Indonesia lì lợm, cộng thêm với việc là huấn luyện viên Sintejan cũng đã hiểu ông Park. Còn huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì cho rằng Malaysia cũng không hề nhẹ nhàng hơn Indonesia là mấy. Tôi cho rằng kết quả sẽ phụ thuộc vào đội tuyển Việt Nam. Đúng là tôi khẳng định Việt Nam đang là đội mạnh nhất Đông Nam Á hiện tại. Dù sao thì chúng ta cũng cần đánh giá xem sự chuẩn bị của các đối thủ ra sao. Thành tích thuận lợi ở trong quá khứ có thể giúp cho Việt Nam tự tin về mặt tâm lý. Các đối thủ cũng sẽ e sợ Việt Nam hơn. Dẫu vậy nó chưa phải là tất cả những điều kiện để đánh giá một trận đấu chưa diễn ra. Chúng ta vẫn cần phải có sự chuẩn bị thật tốt khi tham chiến ở AFF Cup 2022. Trên lý thuyết, Indonesia và Thái Lan sẽ là hai đội ở bảng A đi tiếp tất nhiên là đối thủ nào cũng vậy thôi nếu như muốn vô địch thì việt nam phải thắng bất cứ đối thủ nào tôi đánh giá ở góc độ chuyên môn thì thái lan già dặn bản lĩnh hơn indonesia huấn luyện viên alexander poking cũng rất hiểu bóng đá việt nam còn về indonesia thì tôi đánh giá ở góc độ tinh thần hơn từ cấp độ đội tuyển trẻ cho đến đội tuyển quốc gia họ vẫn thể hiện thái độ cay cú và máu ăn thua đối với đội tuyển việt nam tôi tin là việt nam hiện tại mạnh hơn năm ngoái chúng ta có sự trở lại của nhiều trụ cột và nhất là đỗ hùng dũng ngoài ra thì các tuyển thủ cũng có phong độ tốt ở v league kết quả chưa biết thế nào nhưng tôi cảm nhận được luồng sinh khí mạnh mẽ nơi đội tuyển việt nam liên đoàn bóng đá việt nam cũng đã có những tính toán cho đội tuyển ở giải đấu lần này sau khi có kết quả bốc thăm tổng thư ký liên đoàn bóng đá việt nam ông lê hoài anh đã cho biết rằng trước khi diễn ra lễ bốc thăm vff luôn xác định tâm thế dù ở cùng bảng với bất cứ đối thủ nào thì đội tuyển việt nam cũng sẽ phải được chuẩn bị một cách tốt nhất và phấn đấu đạt thành tích cao nhất có thể Chúng ta đã từng hai lần đăng quang vô địch ở tại đấu trường khu vực và cũng là đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á xuất sắc góp mặt ở tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Do vậy chắc chắn cũng sẽ nhận được sự tôn trọng đặc biệt từ phía các đối thủ. Theo lịch công bố từ VFF thì tuyển Việt Nam có hai trận sân khách ở trên sân của Lào và Singapore. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp Malaysia và Myanmar ở trên sân nhà. Ông Hoài Anh cũng cho hay rằng tuyển Việt Nam cần phải tận dụng ưu thế sân nhà trước hai đối thủ cạnh tranh cho tấm vé vào bán kết. Trong những năm qua, không chỉ đội tuyển Việt Nam mà các đội tuyển ở trong khu vực Đông Nam Á đều có sự tiến bộ. Khoảng cách về trình độ giữa các đội tuyển cũng đã được thu hẹp một cách đáng kể. Do vậy tôi cho rằng cả hai bảng đấu đều quy tụ những đội tuyển có tương quan sức mạnh khá đồng đều. Điều quan trọng là chúng ta cần phải tận dụng triệt để lợi thế hạt giống số 1 khi mà được chơi ở trên sân nhà trong hai trận đấu có độ khó được đánh giá cao hơn, lần lượt gặp Malaysia và Myanmar, đồng thời có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận sân khách là gặp Lào và Singapore. Về kế hoạch thì vào tháng 9 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ được thử sức ở tại giải bóng đá quốc tế do VFF tổ chức với sự tham dự của hai đội tuyển khách mời rất chất lượng là Singapore và Ấn Độ. Singapore cũng chính là một trong bốn đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở tại vòng bảng, cho nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam hy vọng là giải đấu lần này sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có được sự khởi động tốt ở trong hành trình hướng tới AFF Cup vào cuối năm nay. Có thể thấy rằng là các đối thủ ở trong khu vực Đông Nam Á đã mạnh lên và có sự đầu tư tốt hơn hẳn tuyển Việt Nam đã bị Indonesia vượt lên xếp trên ở bảng B AFF Cup 2020. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải sớm gặp đối thủ duyên nợ là Thái Lan và cũng cần phải nói rằng thế hệ cầu thủ Indonesia ở giải đấu đó phần lớn là nằm trong độ tuổi U23. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin tae đã có giải đấu thành công dù rằng sau đó họ chỉ giành ngôi Á quân. Đội tuyển Thái Lan cũng đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ đúng với vị thế số 1 Đông Nam Á như là họ đã từng xác lập. Với nguồn lực cầu thủ chất lượng, với nhiều thành phần thi đấu ở nước ngoài, Thái Lan đã thể hiện sự vượt trội so với phần còn lại. Ở tại AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đặt quyết tâm cao là giành chức vô địch. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng trong bối cảnh một đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ chủ yếu dựa vào những nhân tố đã từng làm nên thành công dưới thời ông Park. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải xác định tâm thế ngay từ bây giờ, bất chấp việc có rơi vào bảng tử thần hay không. Dù vẫn được xếp vào nhóm hạt giống số 1, nhưng nếu như không thể tự quyết định thứ hạng ở trước vòng bán kết thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể tự làm khó mình. Bài học ở AFF Cup 2020 vẫn còn đó như là để nhắc nhở cho đội tuyển Việt Nam. Có nhiều ý kiến từng cho rằng nếu như muốn vô địch thì gặp đối thủ nào cũng như nhau. Tuy nhiên ở từng thời điểm, đối thủ mạnh và yếu khác nhau lại quyết định lớn đến cục diện của giải đấu. Ở tại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam nếu như không gặp Thái Lan ở bán kết thì chúng ta có thể tính toán nhiều hơn khi mà đối đầu ở chung kết nếu như hai đội gặp nhau. AFF à, Cup 2022 lần này sẽ trở lại thể thức cũ và đây cũng được xem là một trong những lợi thế cho đội tuyển Việt Nam khi có những trận đấu ở sân nhà thay vì là thi đấu tập trung. Ngay từ bây giờ, huấn luyện viên Park Hang Seo đã phải tính toán cho các đối thủ ở vòng bảng. Không có đội bóng nào muốn rơi vào bảng đấu tử thần để sớm phải đối đầu với khó khăn. Thế nhưng đây là viễn cảnh mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo cũng phải tính toán rất kỹ lưỡng. Sau lễ bốc thăm, đội tuyển Việt Nam có gần 4 tháng để chuẩn bị cho giải đấu và vị tổng thư ký liên đoàn bóng đá Việt Nam đã khẳng định là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nhận được sự quan tâm cao nhất bởi mục tiêu mà VFF đặt ra cho đội tuyển Việt Nam chính là chức vô địch. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.